thấy họ đang có cái công trình đang xây nhà. Sẵn đó mình quay lại cái cảnh họ xây cái móng nhà kìa. Kiểu nào ở Mỹ. Anh chị và các bạn, đây là cách người Mỹ họ làm cái nền nhà. Họ làm ngộ lắm. Họ đào đất cái rãnh nhà, thấy không? Đào xong rồi cái họ chạy mấy cái sắt B40 á. Giống như cái lòng chảo vậy, không, vòng vòng cái nhà. Tính luôn cái chu vi nhà rồi xong rồi họ mới chạy cái kêu su. Rồi họ để lưới lên. Khi họ đổ cái nền lên á, đổ xi măng lên á, là cái nền nó giống như cái lòng chảo, giống như cái thau mà nó úp ngược trở lại vậy á, là nguyên cái nhà nó nằm ở trên đó luôn. Nghĩa là nó không có bị lún giống như cái Việt Nam. Việt Nam của mình thì khi mình xây cái trụ, mình xây cái cột lên, mình xây gạch, xây cái gì, cái lần xi măng, đổ xi măng rồi bắt đầu mới xây gạch lên cái dàn xi măng đó. Còn cái nhà ở đây á, họ làm nguyên một cái dàn, nguyên cái nền á là bằng bê tông hết. Rồi cái nhà mới xây lên trên đó. Vì cái nhà nó nằm trên, nằm như cái thau mà lật úp á, thì cái nhà nó không có bị lún như nó bị nghiêng. Mình mới phát hiện. Với một cái nữa là trước khi làm nhà lên á, thì họ chạy mấy cái ống nước này nè. Thì cái sơ đồ của nhà thì cái nước của cái bathroom nằm ở đâu á, thì họ sẽ chạy nước đến đó hết, từ nước xả, nước tới. Rồi điện thì họ đi ngoài kia, đi điện ngầm ở dưới đất đi vô ống nước, ống nước là cái ống nước xả đi ra ngoài, không thì họ sẽ táp cái nước đó vô trong cái ống nước xả chính, nước xả. Còn cái nền này gì đó, rồi họ sẽ có mấy cái cột sắt kiểu này, phải không? Khi họ đổ xi măng lên á thì họ sẽ xây cái gạch ống, gạch block lên, rồi họ mới chĩa cái xi măng xuống. Họ đổ xi măng trong chính giữa chỗ cái gạch ống á, thì nó thành giống cái cột của Việt Nam á. Mà cứ mỗi 5 feet như vậy á, thì họ làm một cái cột, 5 feet cái cột. Thì các bạn xem là mỗi cái sắt á, là nó có cái cột riêng của nó. Yeah. Mỗi cái sắt là một cái cột nha. Việt Nam gì mà mình thấy các nhà thầu họ xây nhà thì cái cột họ làm xa lắm, cái xa cái cột xa cái cột thôi, rồi họ xây lên rồi họ đổ cái đà. Còn ở đây thì họ đổ cứ một khoảng cây sắt lên là cái cột hết, tính luôn cái cửa sổ hai bên luôn làm cột hết luôn, vì cái nhà nó rất là cứng. Còn cái nhà cái bên này họ chỉ đóng mấy cái trụ này nữa đào làm sao mà chưa có làm, mà họ chỉ làm cái chu vi trước như vậy đó. Cái phần đất này họ xây bốn căn nhà, chính giữa là cái ống nước á, cái ống nước của cái nhà đi vô, ống nước xả từ giống như trên lầu thì nó xả xuống thì nó làm cái ống nước đó đó. Cái đó là cái nhà bếp với cái ống nước xả cho nhà bếp, nước xả nè, nước này là nước xả cho cái sink, cái đó, cái này là cho cái chắc này là cái cầu tiêu, thì trên lầu đi xuống đi vô rồi. Để đi lại phía sau để cho mọi người xem nè. Đó. Thấy chưa? Họ đào cái rãnh này vô, cái rãnh vòng nhà không, cái rãnh bên kia không? Rồi họ sau này họ sẽ xây cái cột lên nè, cái cột này cái cột nhà của cái trụ phía sau á. Thì nhà này khi ngang nó có 3 trụ. Và phía sau này là cái bát gió. Cái miếng dán này là cái rãnh để họ đổ xi măng lên tới cái miếng dán đó đó. Khi họ đổ xi măng lên thì nó không có bị lún đó. Họ đổ xi măng thấy là rất là dày. Đúng không? Từ cái miếng đó mà họ đổ lên tới cho cái miếng cây này. Yeah. Còn cái rãnh chính giữa đó là họ sẽ để xây cái gạch gạch block lên trên đó đó.
cái nền họ để xi măng dưới này, thì cái để cái miếng cao su gì đổ xi măng lên nó không bị loãng xi măng, với cái là cái sau này cái hơi nước nó không có lên. Đừng cái nhà ở dưới họ xây ra để xe cao su cái này á, thì hơi nước ở dưới đất nó không có lên, cái nền nhà của mình nó không có bị ỉ. Thì theo mình đoán là cái nhà này có thể họ lên lầu cao. Tại khi thường thường cái nhà họ lên lầu cao thì cái nhà nó xây ngắn lại. Còn cái nhà bên kia thì cái nhà một lầu, vì nó nhà cái nhà nhìn thấy nó cái nền nhà thấy nó dài hơn. Rồi cái nền nhà này thấy nó ngắn hơn. Thì có thể nó lên trên lên nhà này hai lầu. Đây là mấy cái nhà mẫu hồi xưa cho mọi người ta xem nhà mẫu, bây giờ nhà mẫu nó bán hết rồi. Thì cái sân này là cái park trên cái chỗ đậu xe, hồi xưa cái bãi đậu xe cho cái nhà, cái office bên đó là cái bãi đậu xe. Và bây giờ họ đập cái họ phá cái bãi đậu xe ra, họ xây 4 căn nhà ở đây. Tính ra 1 căn bán gần 500 ngàn á. Ok, bye mọi người, chỉ quay sơ cho mọi người xem cách ở Mỹ họ xây cái nền nhà thế nào thôi. Rồi từ từ khi cái nhà này họ xây lên á thì mình sẽ quay thêm cho các bạn xem. Sáng sớm chạy vòng vòng coi nhà mẫu. Rồi quay cho mọi người xem cái video cách họ xây cái nền nhà ở Mỹ. Giờ mình chạy về nhà tìm cơm để bụng qua. Hôm nay tính đi câu cá với bố già mà trời hơi lạnh lạnh nên lười nằm ở nhà. Còn đặc biệt là Quy ở Cali nha, sớm sớm qua dớt căn để đợi lâu quá, giá ngày nào cũng lên. Đi xem mấy ngày nhà mẫu từng nào giá nó cũng lên 50 ngàn hết trơn, thấy ghê quá. Miễn có quyết định sớm thì chạy qua lấy 1 căn đi, đợi lâu quá rồi. Chứ xem hoài phải đi mình mua căn cho mình chứ ngồi xem video hoặc đâu được đâu, phải không? Ok, bye bye mọi người. Xin cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian xem video của mình và hẹn gặp lại mọi người ở một video sớm nhất nha. Bye bye.